Tôi là Lâm Quang Cường, 50 tuổi, vợ anh cưới cháu Lâm Tuấn Kiệt. Là hiện sắp tới là được Trung tâm Net hỗ trợ và tư vấn và chuẩn bị đi học trường đại học Stanford University tại Singapore. Xuất phát từ khi cháu vô cấp 2, cách đây 6-7 năm thì gia đình có định hướng dần dần thì nếu nói công việc học tập và rèn luyện cái ngoại ngữ và dần dần khi vô cấp 3 thì tìm kiếm những cái cơ hội học bổng ở nước ngoài thì rất may mắn là được gặp cái trung tâm INET này qua một thời gian khoảng 2 năm. Nói chung là trung tâm sát cánh với gia đình và hỗ trợ rất nhiều thông tin về trường đại học. Và cho đến ngày hôm nay thì kết quả đã đạt được như gia đình mong đợi. Tất nhiên là để chuẩn bị cho một tương lai để đi du học và cho cháu thì cái nền tảng kinh tế gia đình là một phần, bên bên cạnh đó là cái kiến thức của cháu càng ngày càng được tích lũy và nâng cao. Và cái khó khăn lớn nhất là cái sự lựa chọn cái ngôi trường để cháu học theo cái mong muốn. Chính vì hiện nay là rất là nhiều trung tâm du học và nhiều các trường đại học chào đón những du học sinh, cho nên là chính rất là nhiều như vậy cho nên gia đình chưa có một cái sự lựa chọn nào là gọi là đủ đủ để tin tưởng. Nhưng mà qua được cái trung tâm INET thì tư vấn chọn trường cho cháu và tư vấn cho cháu thì gia đình đã vượt qua được cái khó khăn đó. Thông qua cái thông tin đại chúng rồi thông qua những cái trang trên hệ thống và hệ thống quảng cáo và đồng thời là gia đình có đi tìm những cái trung tâm tư vấn du học hiện nay tại thành phố thì gia đình là quyết định chọn INET, tại vì thấy INET là việc rất là chuyên nghiệp, có trách nhiệm và rất là biết cách là tư vấn một cách là chính xác nhất và đáp ứng được cái nguyện vọng của học sinh cũng như là của phụ huynh. Hiện nay thì ở thành phố cũng như là các ở cái vùng tỉnh thì cái nhu cầu du học sinh đi học rất là nhiều. Thì cái thông tin ở vùng tỉnh, ở vùng miền xa thì cái điều kiện cái thông tin về những trung tâm đi học nhiều như là nó hạn chế và do cái nhu cầu cạnh tranh có nhiều 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 trung tâm du học cho nên là tôi thấy là để mà đáp ứng được cái nguyện vọng mà đưa con đi du học của mình thì nên tìm đến những trung tâm chuyên nghiệp như INET. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share và nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm subscribe và nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.